Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là điện thoại Huawei Nova 5 Pro với phần cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Huawei Nova 5 Pro. Nó là một sợi cáp liền nha. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cáp phím tắt bật nguồn điều chỉnh âm lượng trên Huawei Nova 5 Pro, lỗi hỏng, bấm nút được không, cứng, khó bấm, cầm địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 4534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Chúng tôi chuyển đến tận chính hàng yêu cầu, với hàng nhận được, với hàng thanh toán tiền và bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei Nova 5 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 123 4534, kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.